vô lại thằng xưa. Đó là chịu đó mình chịu. Làm lâu ghê, tức muốn làm nhanh. Mà Ly mà làm lâu kinh được, không hiểu đúng. Bay nằng nó chẳng làm cũng mười mấy người. Chị, ừ? Làm nhanh. Liên làm nãy giờ hơn tiếng rồi. Họ làm 15 phút rồi xong nữa. Cái cũng nhanh. Quẹt 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 xong. Đùa lại cái đường cũ xí chứ mà. À mà chị mình đùa thôi chứ đâu có cả nữa. À, cái đường có cũ sẵn được gì á. Thì làm theo thôi gì đâu trời. Mới ngủ OT chị, OT mất 20 phút rồi. Ừ, thôi mày theo như xong rồi á. Thấy nói gì? Đi massage xong rồi tối ngủ đã xong lần xuống ngủ liền luôn. Phê. Nói chuyện với ông Toàn kìa. Đi ai nam làm hay nữ làm vậy, mắc liêu nhiêu đó. Kêu nữ nam làm nhiều có làm thì nam tắm cho đồ sướng quá. Về đừng có đụng nước con nghe. Đâu, bà về con không thử nước con gì trời hết. Dạ, nhưng mà mấy dạ, mấy ngày sau là bôi chèn xe tới. Dạ. Đặt xe chưa? Này lộn này đỡ đau. Đỡ đau với nhanh hơn. Nhanh hơn cũng đỡ đau. Dạ. Nó muốn rồi một kiên điện nào quá. Dạ. Nó cũng làm ở đây luôn chị. Nào ở dưới 1.9 nhé. Liền mở trong đồng lớn liền. Dạ. Đó không Ly? Hả? Ủa Hảo hả?
Trùng nhà má còn à. Bay lên tới lông mày luôn. Thôi chuẩn bị tốn tiền lương rồi. Mai. Hử? Mai. Mô mai. Mai 28 rồi. Ủa tháng này có chừng nửa ngày à? Thì tính ngày thôi chứ đang trừ. Tụi bay làm. Ủa mà có 28 thôi đó hả? Ừ. Má ơi. Chị tưởng 30 ngày à? Ừ. Rồi thì tính năm mấy đứa làm mấy ta? Làm bao nhiêu đó trời? 28. 28 mà trừ đi. Để nhiều đó. Tính ngày mùng 10. Mùng 10. Mùng 10 mà nghỉ thêm 19 ngày. 19 ngày nghỉ 6 ngày. Còn 13 ngày. Alo. Chị đó hả? Ừ. Chị đó, bên có đang mở đó không? Có em. À, để em qua em lấy bình thuốc trị mụn mà. À ok, em qua đi. Dạ. Ok. Lấy gì nhất là mình sáng này. Tháng này là mốt mỏ. Làm đưa thả tiền nhân viên. Tháng trời luôn. Lần đầu tiên thấy cái tháng gì mà đúng chắc tháng gì mà đi. Nói còn khác. Nó có 8 à. Ừ. Cười, nghe nó cười. Không mê tiền, không mê kinh, nhưng mà em cũng thích ăn từ lâu.